Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam 7 ngày của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua một hội thảo quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam trong việc tham gia các công ước đảm bảo quyền con người đã được tổ chức, và hội thảo này thì đã tổ chức nhân ngày Hội Nhân quyền Quốc tế mùng 10 tháng 12. Tại cuộc hội thảo này thì các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao nỗ lực và thành công của Việt Nam trong việc tham gia các công ước quốc tế về quyền con người, công ước quốc tế về quyền con người của người khuyết tật, công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt vô nhân đạo mới được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 11. Với hai công ước này thì Việt Nam đã tham gia 7 trên số tổng số là 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc. Những công ước này sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo thực thi quyền con người. Hội nghị cũng so sánh các nội dung mới của Hiến pháp năm 2013 và các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thực thi các điều khoản của Hiến pháp năm 2013. Hiện hai công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam chưa tham gia là công ước về quyền của người lao động di trú và thành viên gia đình họ và công ước về bảo vệ những người bị cưỡng bức và mất tích. Có thể nói thì hiện Việt Nam đã tham gia tới 7 trên 9 công ước Liên Hợp Quốc về quyền con người, và vừa qua thì Việt Nam cũng được bầu là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây có thể nói là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm rõ hơn ý nghĩa và những hành động cụ thể của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người trong suốt thời gian qua. Và khách mời trong trường quay lúc này của chúng tôi xin được giới thiệu là ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Xin được cảm ơn ông đã đến tham gia chương trình. Thưa ông Mạnh, là trong cái cuộc hội thảo vừa rồi ông cũng là người tham gia, có lẽ ông là người chủ trì cuộc hội thảo đấy, thì theo ông các tổ chức quốc tế họ đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực của Việt Nam khi mà Việt Nam tham gia vào những công ước Liên Hợp Quốc về quyền con người? Thưa các bạn, Việt Nam đã tham gia 7 trên số 9 cái công ước quốc tế cốt lõi về quyền con người mà biên tập viên vừa nêu. Ngoài ra nữa thì tôi xin được bổ sung thêm là Việt Nam còn tham gia các cái công ước quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế về quyền của người lao động. Có thể nói rằng là tất cả những cái công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ấy, cũng chính là thể hiện cái cam kết của Việt Nam trong việc đề cao, bảo vệ và tôn trọng các quyền con người. Và chính là chúng ta cũng là một thành viên của Liên Hợp Quốc và là thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Cho nên đấy cũng là nhiệm vụ của Việt Nam. Và khi mà chúng ta tham gia vào những công ước như vậy thì chúng ta có cái lộ trình nào không? Nghĩa là chúng ta không phải cùng một lúc mà chúng ta là tham gia từ từ. Trên thực tế thì các vị biết là năm 1957 thì Việt Nam lần đầu tiên là gia nhập 4 cái công ước của Geneva về bảo hộ nạn nhân chiến tranh và đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh. Và từ bấy đến nay thì Việt Nam đã từng bước tham gia các công ước quốc tế về quyền con người. Cụ thể nhất là năm 1981 thì Việt Nam đã gia nhập công ước về chống phân biệt đối xử với phụ nữ, gọi là công ước CEDAW. Rồi sau đấy nữa thì cùng chính năm 1981 Việt Nam gia nhập công ước của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự chính trị. Và cùng năm 1981 thì Việt Nam gia nhập công ước về chống phân biệt chủng tộc. Và gần đây nhất thì các vị biết là tại kỳ họp thứ 8 của Hội khóa 13, Việt Nam đã phê chuẩn hai công ước về công ước chống tra tấn và công ước quyền của người khuyết tật. Và trước đây nữa thì các vị biết là năm 1990 thì Việt Nam đã phê chuẩn và gia nhập công ước về bảo vệ quyền của trẻ em. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái quá trình Việt Nam gia nhập các cái công ước này là cả một cái lộ trình. Thì điều này cũng phản ánh một cái thực tế rằng là gì? Suốt một thời gian chiến tranh ấy, thì chúng ta không có điều kiện, và cái lúc ấy cái nguyện vọng cao cả nhất và nghĩa vụ thiêng liêng nhất là chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ quyền sống và quyền tự do độc lập của cả dân tộc. Và chỉ từ khi mà tiến hành đổi mới thì chúng ta mới có điều kiện tham gia cái công ước này. Và điều này thì nó cũng phản ánh một cái thực tế rằng là gì? Nhờ cái chính sách đổi mới mà chúng ta càng có thêm cái điều kiện về kinh tế để chăm lo bảo vệ quyền con người, nhất là những người mà nghèo khó, những người ở vùng sâu, vùng xa, những người mà dễ bị tổn thương. Và như vậy thì có thể nói là đấy là cả một cái quá trình mà chúng ta luôn là tích cực và chủ động để tham gia các cái công ước quốc tế về quyền con người. Vâng, từ năm 2006 thì Liên Hợp Quốc có một cái gọi là cơ chế báo cáo rà soát định kỳ phổ quát và gọi tắt là UPR. Ông có thể nói rõ hơn về cái UPR này, nó là như thế nào không? Cơ chế báo cáo rà soát định kỳ phổ quát là một cái cơ chế mà do Liên Hợp Quốc xây dựng và phát triển. Và thông qua cơ chế này ấy, thì mỗi quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, dù lớn hay bé, dù là phát triển hay không phát triển, thì đều phải có cái trách nhiệm báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện
quyền con người ở quốc gia mình. Định kỳ là theo 30 năm một lần hay là hàng năm? Thường là 4 năm. Vâng. Thì Việt Nam đã gia nhập và tổ chức cái báo cáo định kỳ lần đầu tiên vào năm 2009. Và sau 4 năm thì năm nay 2014 thì chúng ta cũng là tổ chức cái báo cáo quốc gia về quyền con người theo cái cơ chế này. Và đây là một cái cơ chế mà có thể nói là có sự tham gia của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều đặt câu hỏi đối với Việt Nam về những vấn đề mà Việt Nam đã và đang thực hiện, cũng như là những cái thành tích nhân quyền của Việt Nam. Và người ta cũng nêu ra những cái quan ngại của người ta về những vấn đề mà theo ý kiến của họ thì còn có thể là cải thiện hơn nữa. Tôi xin hỏi một chút là về cái UPR, là cái báo cáo của các quốc gia mà tham gia mà báo cáo trước cái hội đồng, được gọi là hội đồng để xem xét và góp ý kiến của 192 quốc gia thành viên, thì cái báo cáo đấy là báo cáo từ phía chính phủ của các quốc gia đấy hay là nó được từ nhiều nguồn khác nhau? Đấy là một cái báo cáo quốc gia. Đấy, báo cáo quốc gia ấy thì chính phủ, trong trường hợp này là đoàn của Việt Nam, là do Bộ Ngoại giao, lãnh đạo của Bộ Ngoại giao dẫn đầu và tham dự báo cáo. Nhưng mà đây là một cái báo cáo quốc gia. Điều ấy có nghĩa là những cái thông tin, những cái nội dung, những vấn đề mà trong báo cáo thể hiện ấy, tiếp nhận duy nhất một cái bản báo cáo của đúng chính phủ, là đúng, hay là một cái báo cáo hay là còn có nhiều nguồn thông tin khác về tình hình nhân quyền, một cái báo cáo chính thức của quốc gia ấy. Nhưng mà tại cái kỳ báo cáo ấy thì người ta có thể nghe những ý kiến của chính phủ, của các tổ chức xã hội dân sự, của những cái như tôi nói, dân sự, thậm chí là kể cả ở tại Việt Nam, kể cả tại Việt Nam. Đấy, thì đấy là một cái cơ chế mà có thể nói là người ta thu nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Có nghĩa là họ sẽ không thiếu thông tin vào cái hôm báo cáo đấy. Tất nhiên rồi. Nếu là giả sử nếu có một quốc gia nào đấy mà muốn không thực sự có đầy đủ thông tin trong cái bản báo cáo của mình thì những cái người ngồi đấy họ vẫn có thể có những nguồn thông tin từ những cái nguồn khác. Chính xác. Và đấy cũng coi như là một cái nguồn thông tin được gọi là chính thống. Thì đấy cũng là một cái ý kiến mà cái quốc gia khác người ta có thể là có được thông tin và người ta cũng thể hiện cái ý kiến của mình với cái bản báo cáo mà của quốc gia được trình bày. Vâng. Thế thì chúng ta nói lại một chút là cái năm 2014 vừa rồi thì chúng ta đều biết là cái bản báo cáo của Việt Nam được thông qua và nó cho thấy là gì, các quốc gia cũng khuyến nghị chúng ta một số điều và chúng ta ghi nhận những điều đấy. Vậy thì họ đánh giá như thế nào về cái bản báo cáo của mình? Trên thực tế thì chúng ta nhận được 227 khuyến nghị từ các quốc gia và chúng ta đã chấp nhận đến 182 cái khuyến nghị, có nghĩa là hơn 80% các cái khuyến nghị từ các quốc gia. Thứ nhất thì tôi được biết là các quốc gia đánh giá rất cao về cái thành tích nhân quyền của Việt Nam về mọi mặt, về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về xã hội. Thứ hai nữa là người ta cũng đánh giá cái thành tựu đổi mới của Việt Nam. Nhờ có cái thành tựu đổi mới của Việt Nam mà người dân Việt Nam được hưởng đầy đủ ngày càng nhiều hơn các quyền con người. Và thứ ba nữa, người ta mong muốn là Việt Nam tiếp tục với cái lộ trình cải cách mở cửa để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Cho nên người ta cũng khuyến cáo những vấn đề như là nâng cao năng lực thực thi pháp luật ở Việt Nam, tăng cường cái năng lực thực thi và tăng cường nhận thức của xã hội, của cộng đồng đối với vấn đề quyền con người ở Việt Nam. Vâng. Nhắc đến pháp luật thì Quốc hội nhìn nhận ở góc độ Quốc hội thôi. Quốc hội nhìn nhận thế nào về cái tiến trình UPR? Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tiến trình tích cực. Và như vậy thì Quốc hội cũng là có cái vai trò trong cái vấn đề này. Ở chỗ là gì? Có rất nhiều cái khuyến nghị và trên thực tế là nhiều cái khuyến nghị ấy chúng ta chấp thuận, nhưng mà nó lại liên quan đến vấn đề nghiên cứu và sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Và chính cái chỗ này là cái vai trò Quốc hội, vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp ở Việt Nam. Và như vậy thì ta biết là gì, hệ thống pháp luật Việt Nam cũng đã hoàn thiện, đã xây dựng. Và cho đến nay thì chúng ta đã ban hành khá nhiều cái đạo luật. Và trên thực tế thì mỗi đạo luật thì có ở mức độ khác nhau thì đều có liên quan đến quyền con người. Nhưng mà chúng ta có những đạo luật riêng về quyền con người. Ví dụ tôi nói là luật về người khuyết tật năm 2010. Rồi chúng ta luật bảo vệ chăm sóc phát triển trẻ em, rồi luật về phổ cập giáo dục tiểu học, luật về bình đẳng giới, tức là bình đẳng giới giữa nam và nữ. Thì đây là những cái đạo luật nó rất là riêng, rất là chuyên về một cái nhóm đối tượng, về một cái nhóm đối tượng mà có thể nói là yếu thế trong xã hội. Thì đây là những cái đạo luật hết sức quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng là từ những cái kết quả như vậy thì Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc thể chế hóa và nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam. Thế thì nếu đặt câu hỏi một cách trực tiếp là Quốc hội đã, Việt Nam đã tham gia tiến trình UPR chưa và tham gia đến đâu? Thì rõ ràng là Quốc hội Việt Nam đã và đang tham gia. Tôi lấy ví dụ như là trong cái quá trình xây dựng các báo cáo quốc gia ấy thì các cơ quan Quốc hội, các ủy ban Quốc hội tham gia vì cái vấn đề mà có liên quan. Tôi lấy ví dụ như ủy ban đối ngoại tham gia với Bộ Ngoại giao, rồi ủy ban các vấn đề xã hội, ủy ban văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Thì mỗi ủy ban với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì có những cái trao đổi
tham vấn với các cơ quan của chính phủ để xây dựng một cái báo cáo nó hoàn thiện và phản ánh đầy đủ nhất những cái kết quả đạt được của chúng ta. Và tiếp theo đấy nữa là gì? Trong cái quá trình thực hiện thì chính các cơ quan quốc hội cũng là có vai trò, bởi vì các bạn biết là các cơ quan quốc hội chính là những cái cơ quan thẩm tra các dự án luật mà do chính phủ trình. Thì với một cái dự án luật đấy, cụ thể, tôi lấy ví dụ như là dự án luật về người khuyết tật, dự án luật về nhà ở, thì mỗi ủy ban quốc hội thì tham gia trong cái quá trình rà soát lại xem thử là các cái quy định trong các dự án luật ấy có tương thích và có đáp ứng được cái nguyện vọng của chúng ta để bảo vệ quyền con người không. Với việc Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ này thì việc tham gia thực hiện và thúc đẩy các mục tiêu về quyền con người thông qua UPR có gì khác so với ngày xưa không? Tôi nghĩ rằng là về cơ bản thì vẫn không là khác. Bởi vì chúng ta là một thành viên của Liên Hợp Quốc thì dù chúng ta có gia nhập Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc hay không ấy, thì chúng ta đều phải thực thi cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Và phải nói thật với nhau ấy, là đấy cũng chính là vì cái sự ấm no hạnh phúc của người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà chúng ta tham gia vào trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc rồi ấy, thì chúng ta lại càng có thêm trách nhiệm, không những là thực thi cái cam kết của mình mà còn là cùng với cộng đồng quốc tế để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. À. Thưa ông, là Quốc hội Việt Nam đã có kế hoạch gì đối với cái tiến trình thực hiện UPR từ năm 2014 đến 2018? Trên thực tế thì chúng tôi thấy là những cái kiến nghị, những cái chấp thuận mà chúng ta cam kết thực hiện thì đã phần nào được thể hiện trong những cái quyết sách mà hiện nay Quốc hội đang bàn thảo. Tôi lấy ví dụ như về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, phát triển về xóa đói giảm nghèo, thì những cái quyết sách ấy nó phải căn cứ vào những cái bàn thảo tại Quốc hội về ngân sách, về xây dựng, phát triển bộ máy, tăng cường năng lực thực thi. Rồi thì chúng ta cũng đã xây dựng một cái chương trình kế hoạch làm luật Quốc hội từ nay cho đến hết nhiệm kỳ. Và đặc biệt là chúng ta đã đưa vào cái chương trình xây dựng luật của Quốc hội như là ban hành luật về biểu tình, như là luật về quyền tiếp cận thông tin. Thì đấy chính là những cái kết quả rất là cụ thể về cái sự tham gia của Quốc hội trong cái việc thực hiện chính những nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng đồng thời đấy cũng là gắn với cái việc mà thực thi các cái cam kết, các cái khuyến nghị của các nước trong tiến trình UPR. Vâng. Các tổ chức nhân dân hoặc là các hội đoàn quần chúng trong nước ấy, và ngoài nước thì có thể thông qua Quốc hội để mà đóng góp vào cái tiến trình UPR hay không, và làm cách nào để họ có thể đóng góp? Tôi nghĩ rằng là họ có cái vai trò quan trọng trong cái tiến trình UPR. Thứ nhất ấy, là các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đấy, các hội đoàn là thể hiện những ý kiến, những cái đóng góp của những cái nhóm, những người hội viên của cái hội đoàn đấy, của cái tổ chức ấy, thì họ có thể là phản ánh với Quốc hội trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc có thể thông qua đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho các tổ chức ấy ở trong Quốc hội. Và họ cũng có thể tham gia trực tiếp bằng cách là gửi kiến nghị, rồi viết đề xuất, và thậm chí nữa là khi mà Quốc hội thảo luận và xem xét các dự án luật và những dự án luật ấy được công bố công khai ấy, mọi người dân đều có thể tham gia đóng góp ý kiến, thì họ có thể tham gia vào cái chương trình ấy một cách tích cực. Như vậy rõ ràng là người dân thì có cái kênh rất là rõ để mà tham gia vào cái UPR này, đóng góp ý kiến. Nhưng mà tôi có cảm giác hình như là cái khái niệm về cái UPR như vẫn đang còn rất là mới lạ so với cả người dân Việt Nam, đúng không? Thực ra thì tôi cũng có cảm nhận như vậy. Đây là một cái tiến trình và đây cũng là một cái vấn đề mà có thể là người ta làm, nhưng mà người ta không biết rằng là người ta đã và đang tham gia vào cái tiến trình ấy, bởi vì cái thực tế cuộc sống thì nó đa dạng. Và hai nữa thì đây là một cái báo cáo của quốc gia, cho nên là cái báo cáo ấy được xây dựng trên cơ sở sự tham gia của các cơ quan nhà nước. Và ở đây thì rõ ràng là các cơ quan nhà nước cần phải tăng cường hơn nữa cái sự liên hệ với người dân và lắng nghe tiếng nói của người dân, cũng như người dân phải biết được cái tiến trình ấy để mà có thể tham gia một cách tích cực hơn. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa trong cái vấn đề truyền thông, vấn đề nâng cao năng lực và nhận thức của người dân, của cộng đồng, của xã hội về những vấn đề của quyền con người. Và cái việc báo cáo ấy thì tôi nghĩ là một cái quy trình, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái thực tế mà chúng ta đang làm việc, đang sống và đang sinh hoạt, và chúng ta cố gắng bảo đảm quyền con người và tôn trọng quyền con người, kể cả trong cái những cái hành vi, ví dụ tham gia giao thông, như là trong đời sống hàng ngày, thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ là nó rất là tự nhiên, và nó cũng chính là cái nét đẹp trong cái đời sống của chúng ta hiện nay. Vâng.
Chúng ta cũng dành một chút thời gian đầu của chương trình để mà giải thích rõ hơn về UPR, và hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái tiến trình này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại những cái vấn đề trong nước của chúng ta, nghĩa là gì, là chúng ta đã làm cái gì để mà triển khai những cái luật, những quy định pháp luật về quyền con người. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là vừa rồi thì chúng ta mới thông qua cái luật về người khuyết tật, nhưng mà không phải là khi mà chúng ta thông qua cái công ước về luật người khuyết tật của Liên Hợp Quốc thì chúng ta mới chăm lo cho người khuyết tật, mà trong rất nhiều năm rồi thì chính phủ Việt Nam bằng nỗ lực của mình, một cái đất nước của chúng ta vẫn rất khó khăn, thì cũng đang cố gắng đảm bảo tốt nhất cho những nhóm người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật. Lên 3 tuổi, Nguyễn Thị Thơm bị cơn sốt bại liệt khiến đôi chân không phát triển. Không nản sau 2 lần thi đại học không đạt, cánh cổng Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng đón sinh viên giàu nghị lực Nguyễn Thị Thơm. Và chỉ 5 tháng sau khi tốt nghiệp, cô đã được nhận vào làm việc ở đội kê khai thuế chi cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà mình đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì mình vẫn có tham gia các lớp tập huấn, viết CV và làm thế nào để cái CV của mình nổi bật nhất. Mới ra trường á, mình cũng có tìm việc. Khi nhìn hồ sơ của mình thì giám đốc có vẻ rất là đồng ý. Sau đó gọi thẳng trực tiếp lên phòng giám đốc phỏng vấn luôn. Nhưng mà khi mà thấy mình bước vào thì người giám đốc đã hơi ngỡ ngàng. Và khi phỏng vấn thì mình biết là có thể ở một lý do nào đó mình không thể phù hợp vị trí đó. Sau đó thì mình nộp hồ sơ thứ hai là mình nộp vào cơ quan, vào chi cục thuế quận nhất. Từ năm 2005 tới nay, chi cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyển dụng được hơn 40 người khuyết tật, trở thành một điển hình trong khối cơ quan nhà nước tạo môi trường hòa nhập dành cho người khuyết tật. Đây cũng là một trong những cơ sở thực tiễn để Quốc hội Việt Nam nghiên cứu phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Rất quan trọng. Cùng với việc phê chuẩn công ước, trong những năm qua, Việt Nam đã ban hành luật người khuyết tật, đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo các quyền của người khuyết tật. Nên là sau khi mà phê chuẩn công ước thì chúng ta sẽ phải tập trung để mà rà soát lại toàn bộ các cái luật pháp chính sách, rồi đánh giá lại các cái chương trình mục tiêu mà chúng ta đang làm để hoàn thiện thêm về thể chế chính sách, rồi tăng cường cái nguồn lực và huy động cái cộng đồng xã hội để mà giải quyết các cái mục tiêu của quốc tế để đảm bảo cái quyền của người khuyết tật. Bên cạnh khung pháp lý, đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2012-2020 đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 là 100% các công trình công cộng như trụ sở làm việc, nhà ga, cơ sở y tế, giáo dục, các công trình văn hóa thể thao phải đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tôi đã thấy nhiều nỗ lực của chính phủ Việt Nam và các tổ chức xã hội trong công tác giúp đỡ người khuyết tật. Tôi đã thấy Việt Nam có thái độ rất tích cực trong việc giải quyết vấn đề người khuyết tật. Việt Nam hiện có hơn 6,7 triệu người khuyết tật, một trong những nhóm yếu thế dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, việc phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật đã khẳng định cam kết chính trị của Việt Nam trong thực thi quyền của mọi người dân, trong đó có những nhóm yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. Vâng, thưa ông Mạnh, là cái phóng sự chúng ta vừa xem ấy làm cái ví dụ cho thấy là chúng ta đang nỗ lực để chăm lo những người khuyết tật. Và không phải là vì khi mà chúng ta tham gia công ước thì chúng ta mới để ý đến những người khuyết tật mà chúng ta đã có từ trước rồi. Vậy thì trong cái điều kiện, rõ ràng là điều kiện kinh tế của Việt Nam đang còn khó khăn, Việt Nam vẫn là một nước nghèo, thì Quốc hội, Chính phủ nhắm vào đối tượng nào là đối tượng mà chúng ta cần phải trợ giúp nhất? Tôi nghĩ rằng là đúng là chúng ta vẫn là một cái nước nghèo, nhưng mà rõ ràng là cái đời sống của người dân ngày càng cải thiện hơn. Thì chính sách chung là chúng ta quan tâm bảo vệ quyền con người và cho tất cả mọi người có cuộc sống ấm no hơn. Thì trong số những cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nhất hiện nay, theo tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến những đối tượng yếu thế, như là người khuyết tật, như là trẻ em, như là bà con ở vùng sâu vùng xa, người dân tộc, tức là những người mà có thể nói là do cái điều kiện khách quan mà cái khả năng tham gia vào đời sống kinh tế, đời sống xã hội bị khó khăn.
Thì đấy là chúng ta phải quan tâm đến những đối tượng như vậy. Chúng ta quan tâm là cái mong muốn của chúng ta về và về mặt luật pháp là chúng ta cũng đã có. Vậy thì theo ông, cái triển khai cái việc mà thực thi pháp luật và những cái hỗ trợ thực sự nó đã thực sự là làm cho người ta hài lòng chưa? Trên thực tế thì không chỉ là chúng ta quan tâm, mà nhà nước chúng ta có những cái chương trình về chương trình xã hội, kế hoạch cụ thể. Ví dụ tôi biết là Quốc hội xem xét phân bổ ngân sách, thì phân bổ ngân sách cho những cái nhóm đối tượng ấy, hoặc là chúng ta có những chương trình, ví dụ giáo dục miễn phí cho bậc tiểu học, vân vân. Thì đấy là những cái kế hoạch rất là cụ thể. Thế còn phải nói rằng thế này, mong muốn của chúng ta thì có thể nói là rất là nhiều. Nhưng mà cái khả năng thực tế, cái điều kiện thực tế như vậy, cho nên chúng ta cũng có thể nói là rất là khó khăn để mà triển khai thực hiện. Hơn thế nữa thì phải nói là một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức về tôn trọng bảo vệ quyền con người, hoặc là người yếu thế. Tôi lấy ví dụ như là đi ra ngoài đường, nếu mà có một cái tai nạn giao thông, một vị hoặc là một cái em nhỏ, nhưng nhiều khi người ta cũng có thể là bỏ qua. Thế cho nên ở đây là rất cần phải cái sự nhận thức của cả cộng đồng, của cả xã hội, của mỗi người dân về việc chăm lo bảo vệ quyền con người. Và hơn thế nữa thì chúng ta cần phải tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới để chúng ta càng có thêm điều kiện để bảo vệ quyền con người. Có như vậy thì tôi nghĩ rằng là người dân người ta cảm thấy hài lòng hơn, yên tâm hơn, và có thể nói là người ta cảm thấy được bảo vệ hơn. Rõ ràng là chúng ta đã tham gia tới 7 trên 9 công ước Liên Hợp Quốc về quyền con người, và về chính sách pháp luật, về tất cả những thứ như chúng ta vừa trao đổi với nhau thì có vẻ như là mọi thứ rất tốt. Nhưng theo ông, tại sao trong những diễn đàn, rồi thậm chí là trong các cuộc gặp song phương, vấn đề nhân quyền vẫn là vấn đề mà không ít các quốc gia nêu ra cho Việt Nam? Tôi nghĩ rằng là thứ nhất ấy, người ta nêu ra với Việt Nam ấy, cũng có thể là người ta chưa hiểu hết bản chất câu chuyện, tại sao lại có cái chuyện đấy xảy ra, tại sao nhiều nước, ví dụ người ta cũng có thể là đề nghị Việt Nam phải xóa bỏ án tử hình. Thế đấy là một cái điều có thể nói là người ta thiếu thông tin. Nhưng mà khi chúng ta giải thích rõ với người ta rằng là trong Việt Nam ngày càng giảm bớt cái án tử hình, và án tử hình chỉ đối với số trường hợp mà có thể nói là cần phải áp dụng cái biện pháp như vậy. Và đấy cũng phải là cái tiêu chí để đánh giá nhân quyền của một quốc gia. Trường hợp thứ hai nữa là gì? Người ta muốn biết, muốn hiểu thêm về thông tin ở Việt Nam, cho nên người ta cũng nêu những vấn đề ấy để chúng ta đối thoại. Và thứ ba là người ta cũng có những mối quan tâm, như tôi nói. Bởi vì cái điều kiện vấn đề nhân quyền cũng gắn với những vấn đề mà chính phủ các nước người ta quan tâm. Ví dụ như gắn với điều kiện để cung cấp để khoản viện trợ ODA chẳng hạn. Thì đấy là những cái yêu cầu của pháp luật của mỗi nước, của cái điều kiện của mỗi nước mà người ta nêu ra. Và khi chúng ta giải thích họ với người ta, và người ta chúng ta cung cấp thông tin, và hơn thế nữa, khi người ta vào Việt Nam, người ta có điều kiện tiếp xúc với người dân Việt Nam, thì nhiều người cảm thấy rất là thú vị rằng là một cái đất nước hòa bình, một cái đất nước phát triển, một cái đất nước dù đang nghèo khó nhưng mà mọi cái đang tiến bộ. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng cần phải trao đổi với họ để họ hiểu thêm chúng ta. Chứ còn nhiều người mà chưa có dịp đến Việt Nam thì nghĩ rằng đây là một cái đất nước còn nghèo, và thậm chí con người còn nghĩ rằng là chưa qua chiến tranh, chưa thoát khỏi chiến tranh. Thế nhưng mà khi mà đến Việt Nam và được đi lại tự do, để được thăm các cái di tích danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, gặp gỡ với người dân Việt Nam, thì người ta cảm thấy rất là yên tâm. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng là cái cuộc trao đổi đối thoại giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với các bạn bè quốc tế là một cái điều hết sức là cần thiết. Đấy là đối với những người mà thiếu thông tin, thì khi chúng ta cung cấp thông tin thì họ có thể là hiểu hơn về cái tình hình quyền con người Việt Nam. Thế nhưng mà đối với cả, theo ông thì liệu có một số quốc gia hay một nhóm đối tượng gì đấy họ có mục đích gì ở cái việc là lên án hoặc là nêu ra những vấn đề nhân quyền ở Việt Nam không hay không? Và thậm chí là gì, họ cố tình để chỉ nhắm vào một số cái vấn đề nằm trong một cái diện rất rộng về quyền con người, bởi vì xét cho cùng quyền con người là rất rộng, quyền được đi học, quyền được khám chữa bệnh, tất cả những thứ đều là quyền con người cả. Ví dụ trong 10 cái quyền con người, tôi lấy ví dụ thôi, một con số là 10 chẳng hạn, thì có 8 cái mà chúng ta làm tốt, còn 2 cái mà chúng ta có thể là đang tiếp tục làm hoặc là nó chưa phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện nay, nhưng người ta chỉ nhắm vào cái đấy thôi. Thì theo ông, đấy có phải là một mục đích chính trị không? Tôi nghĩ rằng là cái khả năng nhau nêu ấy, về không loại trừ khả năng, không loại trừ những người có thể nói là không thân thiện, người ta áp đặt những cái tiêu chuẩn nhân quyền của người ta.
người ta nói rằng là phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà đấy là cái điều kiện của người ta và đấy là cái suy nghĩ của người ta. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta giải thích, tôi muốn nói lại là khi chúng ta giải thích và khi được tiếp cận thực tế Việt Nam, thì người ta mới nghĩ rằng và thấy rằng là như vậy là cái suy nghĩ một chiều của người ta, cái suy nghĩ ấy là nó không sát, không phù hợp với thực tế hoàn cảnh của Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ là đấy là một cái chuyện cũng có thể là rất là bình thường. Đấy. Tôi chưa nói đến là ý đồ xấu, tôi chưa nói đến là cái chuyện là người ta có những cái tính toán này nọ, bởi vì người ta chỉ nhìn một chiều thôi, chỉ nhìn một vấn đề của một việc thôi mà không thấy được cả cái tổng thể của vấn đề. Thì đấy cái chuyện đấy là cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà tôi muốn nói một điều là trong cái thế giới ngày nay là chúng ta cần trao đổi thông tin, cần giao lưu, cần mở rộng cánh cửa để đón bạn bè quốc tế, và như vậy thì chúng ta sẽ hội nhập với thế giới và chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Đấy là cái điều mà tôi muốn nói. Có nghĩa là bên cạnh những đóng góp ra thì kể cả thậm chí là có những người ta chỉ trích chúng ta vẫn có thể đối thoại với họ để đúng cho rồi. Biết là gì đúng, là đối thoại để vì cái sự hiểu biết, vì cái tình hữu nghị. Xin câu hỏi câu cuối cùng là các tổ chức quốc tế sẽ trợ giúp chúng ta như thế nào về vấn đề thực thi quyền con người? Tôi nghĩ rằng là các tổ chức quốc tế thì hiện nay và sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta bằng nhiều cách. Trước hết thì người ta có thể tăng cường cái năng lực thực thi pháp luật. Ví dụ như là tăng cường rồi các cái điều kiện bảo đảm cho người dân Việt Nam như là cung cấp nước sạch này, dự án vệ sinh môi trường này, vân vân và vân vân. Rồi người ta cũng có thể là tăng cường cái năng lực xây dựng chính sách của chúng ta, như là hỗ trợ chúng ta để tiếp cận hiểu rõ hơn về các nội dung của các điều ước quốc tế, rồi giúp chúng ta chuyển hóa các quy định ấy thành pháp luật Việt Nam. Thì đây là cả một cái, tôi nghĩ rằng là cả một cái tiến trình, và đây là cái sự hợp tác của cả đôi bên. Chúng ta hợp tác với họ và họ cũng hỗ trợ mình, và như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái cuộc sống và có thể nói là cái cơ chế bảo vệ quyền con người của chúng ta được tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo quyền con người là mục tiêu mà không một quốc gia nào không nỗ lực. Nhưng mà điều kiện mỗi quốc gia thì đều không giống nhau, và chúng ta không thể đem chuẩn của một quốc gia này áp dụng cho một quốc gia khác. Và sự khác nhau về điều kiện kinh tế, về điều kiện văn hóa, về vốn văn hóa sẽ khiến cho mọi thứ không có một mẫu số chung. Nếu chỉ coi quyền con người làm cái gì đó mà ai đó nhắm tới tạo áp lực cho những thay đổi ở tầm vĩ mô thì cũng chưa hẳn đã là mục đích của chính cá nhân hay là những cái người mà mong muốn cái điều đấy làm cho cả một đất nước khác. Nó sẽ chỉ phục vụ cho một mục đích hay một quyết tâm của ai đó mà thôi. Phần bình luận của chúng tôi về Việt Nam trong nỗ lực Việt Nam tham gia các công ước về quyền con người xin được tạm dừng ở đây. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Sáng ngày 12 tháng 12 tại Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Trong tuyên bố chung của hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng lòng tin để thúc đẩy an ninh và an toàn tự do hàng hải và hàng không, đồng thời thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai nước cũng đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 12, tàu VP Alpha 2 của Việt Nam chở 2.300 tấn nhựa đường và 16 thuyền viên trên hành trình từ Singapore về Việt Nam đã bị cướp biển khống chế, trói các thuyền viên, một người đã tử vong. Ngày 10 tháng 12, dưới sự hỗ trợ của Sư quán, Cơ quan chức năng Việt Nam và Singapore, thi thể sĩ quan Trần Đức Đạt, người bị cướp biển sát hại, được đưa về Việt Nam theo đường hàng không. Được biết, vị trí tàu VP Alpha 2 bị cướp biển gần với vị trí tàu Sunrise 689 bị cướp trước đó khi khởi hành từ cảng Horizon Singapore về cảng cửa Việt Quảng Trị Việt Nam ngày 2 tháng 10. Nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10 tháng 12, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị với chủ đề Các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người, vai trò của Quốc hội. Các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá việc phê chuẩn các công ước mới đây cho thấy Quốc hội của Việt Nam đang có những bước tiến rõ rệt trong vai trò đảm bảo quyền con người tại Việt Nam. Các chuyên gia cũng cho rằng kế hoạch hành động của Chính phủ sau báo cáo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát có thể là một công cụ giúp cho Quốc hội thực hiện chức năng giám sát của mình trong vấn đề quyền con người. Muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả cần kết hợp đồng bộ các giải pháp các lực lượng công tư và truyền thông, đặc biệt cần có sự tham gia của người dân.
Thông điệp trên được nhiều đại biểu nhắc tới tại buổi tọa đàm với chủ đề Chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển. Chương trình do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng ngày 9 tháng 12. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định, cùng với các cơ quan chức năng, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng phải chặt chẽ, việc xử lý phải nghiêm minh. Như vậy, sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác phòng chống tham nhũng mới khẳng định được vai trò quan trọng. Sáng ngày 12 tháng 12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố một số luật sửa đổi, trong đó có các luật về thuế, luật đầu tư, luật doanh nghiệp. Đây là những luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 vừa qua. Các luật này có một số sửa đổi quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất chế biến hải sản xa bờ, mở rộng quyền tự do đầu tư kinh doanh, củng cố hoàn thiện cơ chế, bảo đảm đầu tư phù hợp với quy định của Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Nam 7 ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật và 3 giờ 30 phút sáng thứ hai kế tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn khách mời đã đến tham gia chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn giờ này tuần sau.